công nhận á, nước ở đây mát thiệt chứ. Oh no. Theo cảm trại có rất là nhiều fan yêu cầu team mình thử thách cắm trại theo kiểu 0 sao, 3 sao và 5 sao. Thì hôm nay team mình sẽ thực hiện cho các bạn xem. Cắm trại theo sao rất là tốn kém mà các bạn yêu cầu tụi mình làm nhiều quá, cho nên mình sẽ cố gắng thực hiện. Các bạn nhớ like và đăng ký kênh cho mình để mình có động lực mình làm 0 sao, 3 sao, 5 sao cho các bạn coi nữa nha. Bây giờ mình bắt bộ đi cô. Cũng như thường lệ, bây giờ trên tay cô là 3 phiếu thăm là 0 sao, 3 sao và 5 sao. Bây giờ tụi con bắt bầu đi rồi mình sẽ đại diện ra rồi bắt thăm nha. Trời ơi, lậu này anh thấy em đẹp trai quá nên anh mới chọn em ở nhà. Ok. Rồi em bắt đi Vinh. Thôi em lùng lùng nhỏ nhỏ, em gọn em lên bắt đi. Em bắt đi. Bây giờ á, em muốn bóc hay là để anh bóc? Để em bóc cho, để em bóc. Ờ ok, cái đầu lâu này là nguy hiểm lắm nha. Nhận cho em đó. Rồi trên tay cô là 3 phiếu nha. Trang, đại diện nhóm mình bóc nha Trang. Dạ. Rồi, 1 2 3. Ô Vinh, đây em hỏi thôi, em hỏi cho. Anh hỏi thôi. Anh xem, mình em, mình coi coi có gì không? Ơi, năm sao cái quậy ơi. Trời không sao có 50k các bạn ơi. Trời ơi, thảm giờ em với cô toàn là 3 sao 5 sao. Bây giờ em không sao là đúng rồi đó. Cái này cũng hên xui chứ đâu chọn lựa được đâu mấy đứa. Hôm nay mình sẽ cắm trại ở vườn của ngoại Vinh. Bây giờ con sẽ vô siêu thị mua đồ nha. Dạ. Thì team mình cũng đã đến được khu vườn để cắm trại rồi nha anh em. Đó, mình 5 sao nên mình sẽ xài cái lều cũ. Đó, cho mình tiết kiệm tiền. Còn 500 ngàn kia mình sẽ mua lương thực nha anh em. Rồi, tới mình là 3 sao thì mình cũng ở riêng là đổi 5 sao mình tiết kiệm tiền. Thì mình sẽ dùng là tấm manh các bạn. Tấm manh mình trải dài ra mình cắm trại cho nó đã. Thôi đi các bạn. Lương thực của mình nha các bạn. Còn không sao mình được 50k nên mình sẽ lấy lá dừa mình dựng lều nha các bạn. Rồi thôi giờ mình trải lều đi. Bây giờ mình gom lá dừa để lót chỗ ngồi. Hên á là ở trong đây nó có lá dừa chứ không là không có chỗ ngồi luôn rồi. Rồi chỗ ngồi mình làm xong rồi. Ủa mẹ làm gì vậy mẹ? Mẹ dựng tàu lá dừa này đang ngồi về là dựa cho mát lưng con ơi. Chứ không sao mình không có được hưởng thụ gì hết trơn đó. Ủa con thấy cũng đã mẹ. Lý rồi. Trời ơi không sao, dựng cái lều cho đẹp vô rồi nằm đó nhịn đói đi nha. Đó các bạn thấy không, mình tính toán sẵn hết rồi. Mình chỉ cần lót một tấm bạc thôi. Gió hỏi hon mé chi lại rộng rãi mình để đi lại những bạn. Chủ yếu đồ ăn thôi các bạn. Thì không sao, lương thực hai mẹ con mình gồm có là mình mua 2 ly mì với bịch xúc xích nhỏ, lâu nước ngọt, lát nữa mình uống mình lấy nước này mình nấu luôn mát các bạn. Đây một bình nước với 2 bịch bánh. Bánh Thái Lan này mẹ thấy cũng rẻ nè Trang. 4.500 một bịch, 2 bịch là 9.000. Thì của mình tổng cộng là 51.000. Mình có 50.000 nên mình bù thêm 1.000 nha các bạn. Bây giờ mình qua mấy đội kia xem lương thực sao mẹ. Đúng rồi đó con. Bên đội không sao, hồi đó giờ chỉ vô 3 sao với 5 sao mà. Bữa nay vô không sao cô biết thế nào là sung sướng không sao chưa? Chưa chắc, bên không sao sướng hơn bên 5 sao luôn á. Bên rồi. Mấy anh á chế biến đồ ăn nhiều nè, bên em lột ra ăn liền. Chị nói gì cho đỡ mất mặt chứ gì? Bây giờ không nói nhiều nữa, nãy 5 sao con mua gì nè? Dạ đây, đây mấy bịch bánh sô-cô-la đây. Rồi, bánh mì smooth nha. Mì, nước yến, trời nóng nực nè, uống nước yến cho nó mát với bổ nữa. Rồi, 2 chai nước suối, cái này là bò ba lát nha. Đây là hộp cá mồi ba cô gái. Này, đây là bò nấu đậu nha. Chị mình làm sao mà nhiều tiền mà sao mua ít như vậy? Chưa hết rồi em, cái này mới đặc biệt nè. Ui, à, đây, đây là hộp bánh bao nè. Bánh bao nhầm thịt. Xúc xích. Wow. Cá viên chiên, cái này là ngon lắm nè. Cái này là ba chỉ bò Mỹ ăn. Trời ơi, đòn đầu ngon không luôn. Em thấy đặc biệt chưa? Đó, thì tổng cái đơn của mình là 507.000 nha các bạn. Mình bù 7.000 vô đó. Trời ơi, bên đội 5 sao đồ ăn nhiều quá à, sướng quá ta. Ủa, nãy sao em nói bên đội em sướng mà. Ý chàng nói là cực cái tay nhưng mà sướng cái miệng đó con ơi. Thôi, đi qua đợi. Ừ, rồi, ba sao đi. Ba sao, ừ, giờ còn nằm ngủ. Mình nãy giờ bên đội 5 sao review thực gì cả tiếng luôn, ngủ một giấc. Rồi, thôi, vậy giới thiệu đầu ăn cho các bạn. Rồi, review đi. 300k của mình, mua như sao. Đây là một bịch snap, 2 bịch, 3 bịch, 4 bịch, 5 bịch, 6 bịch, 2 chai nước suối. Hồi đó giờ mình ăn mì hoài cái quen rồi, bây giờ mình mua phở cho nó sen nha. Đó, 2 hộp luôn. Đây là chai nước Pepsi. Hay là lạ anh hốt vậy hả anh Mạnh? Chứ sao. Đây là chả bí đao. Đây là nước yến. Ủa, nước yến hả? Đây là sữa đậu nành. Đây là hộp bu ba nha các bạn. Sao anh biết hết kẹo này hay vậy? Trời, anh chứ sao. Đây, quan trọng nhất đó chính là ba gọi sân khấu nha các bạn. Đuổi gà. Hai mình một gà cái tài một cái nha. Đây, một củ khoai, lẩu xúc xích nha các bạn. Quá đơn của mình là 321.000. Ủa? Ba sao chỉ có 300k thôi mà.
là đúng rồi đó. Lốt 21 ngàn làm gì dữ vậy cô? Đâu có được con. Lốt ví dụ như ít ngàn thì cô còn chấp nhận, còn cái này 20 mấy ngàn đâu có được. Đúng rồi đó. Kìa cô thấy hình như cái hộp sữa này 21 ngàn đúng không? Dạ. Rồi bây giờ mình cho caramel uống đi. Dạ. Còn chẳng 300 ngàn cho công bằng. Quá chuẩn rồi. Môn đỏ ba sao này cũng khó đấy. Sáng rồi đó bụng quá hay là gì liền ăn đi. Ờ đúng rồi, đúng rồi. Kiếm gì ăn đi Trang ơi. Lương thực quá trời, biết ăn cái đồ gì trước đây Vinh. Ăn bánh đi. Mình ăn bánh xong á, xong mình nướng than, mình sẽ nướng thịt ba chỉ Mỹ ăn ha. Mình rất là ít lương thực luôn, bây giờ mình ăn gì trước đây Trang? Dạ con ăn xúc xích đi mẹ. Mẹ cũng nãy giờ suy nghĩ ăn xúc xích tại vì nó nhiều cây nè con. Mình ăn theo tiết kiệm thôi. Buổi sáng mình ăn gì đây Tài? Là mình ăn đùi gà đi, còn nóng nè. Để lâu nó nguội không ngon. Đúng rồi đó, buổi sáng phải nạp năng lượng vô. Thấy anh hay không? Anh cái em cái lụm nha. Ghê anh. Mời bạn ăn nha. Mình phải xé à. Ngon. Mời các bạn ăn nha. Mình cặp nguyên cái đùi luôn. Ngon. Ngon quá. Ngon. Thôi bây giờ mình ăn bằng vì mình được ba sao đi. Chứ lần tới mình vô không sao là mệt lắm á. Hai bạn vô. Vô lắm. Ăn xúc xích khát nước quá, bây giờ mình uống nước suối đi mẹ. Đúng rồi đó con, nhưng mà mình phải uống tiết kiệm nha con. Quá. Bây giờ khát nước không Vinh? Khát, uống nước yến đi. Uống nước yến ăn. Anh lon em lon. Okay. Thôi ơi, đã. Vô chúc mừng cả năm sao. Quên mời các bạn uống nước. Mời các bạn uống nước nha. Mời bạn nha. Đùi gà anh mua ngon quá anh. Bây giờ mình uống nước nha. Hồi nãy anh có mua Pepsi lộ mới nè, coi coi nó có ngon không nha. Uống trước đi. Để anh trời. Để anh thử chút luôn nha. Ok. Nóng xanh mà anh sao? Gà quá trời luôn em ơi. Gà quá trời luôn. Bây giờ em thử uống coi coi có giống anh nói không. Quá trời gà luôn. Ngon quá nào em. Sao? Ngon quá hả? Thôi bây giờ mình đi ngủ đi. Chứ không giờ mình vô toàn không sao mà. Chứ lại lâu lâu mới được vô ba sao mà bây giờ mình phải hưởng thụ đúng không? Ok, nằm ngủ. Anh nằm bên đó đi. Thôi giờ anh em mình đi ngủ nha các bạn. Ngủ xong vậy ăn tiếp chứ anh em mình không biết làm cái gì luôn á. Bởi vậy người ta có câu căng da bụng trùng với mắt. Bây giờ anh buồn ngủ quá à. Mình để đổ đây sợ ai đổ kia lại đây lấy sao. Nãy anh nhìn nhìn á, thấy đổ ba sao nó ngủ rồi. Nếu mà có lấy á thì anh nghi đổi không sao lấy không à. Em cứ yên tâm đi, ngủ đi. Rồi bỏ đi. Rồi đi ngủ Vinh. Thôi, ai da, ngủ dậy đi rồi ăn tiếp. Thấy hai đội kia ngủ hết rồi vậy nè Trang ơi. Hai mẹ con mình không sao mà ngồi đây ăn chắc nhâm nhi hết lương thực quá. Hay mình ngủ đi, câu thời gian còn lương thực để dành con ơi. Dạ. Rồi. Two hours later. Ôi, chưa rồi Vinh ơi. Dậy Vinh ơi, Vinh. Chưa rồi, dậy đi. Rồi dậy đi, anh còn nhóm bạn nướng bò chỉ cho anh ăn. Ủa, tôi nghe ông nói gì mà hang hang gì vậy? Tôi tính nướng, tôi tính chụm than để tôi nướng thịt bò ba chỉ nè. Đây, tôi nói nghe nè, cho tôi phụ dàn giấy đó nữa, tôi nướng xúc xích nữa. Ok. Ở vườn này là chỉ sợ hiếu lương thực chứ không có hiếu. Cổi quá trời luôn. Lẫm nhiều vô. Bên kia nhóm than hay gì Trang ơi. Mình phụ đi lát nữa mình đốt lửa trại, mình nấu nước nấu mì ăn Trang. Vô ta nữa mới được. Công nhận nước ở đây mát thì chứ. Đau quá. Ủa, ông làm gì đây chứ mà anh? Nãy giờ tôi đứng ở đây tôi tiểu chứ làm gì? Cái gì? Nãy giờ ông tiểu đây hả? Ông có biết tôi đang rửa mặt ở đây không? Vậy nãy là con nói rửa mặt mát là con hiểu sao tại sao mát rồi đó Minh. Trời ơi, Mạnh ơi, kỳ này ông chết với tôi. Thời gian cắm trại với lại mình chờ có lửa than rất là lâu luôn. Bây giờ mình sẽ chơi trò chơi đu dây qua mương nha. Chơi này thấy hay hấp dẫn nha cô. Rồi cô còn xong rồi đó, tụi con còn xong chưa? Dạ chưa cô ơi, chỗ này nó cao quá. Ông làm lẹ lẹ đi, tôi chịu anh nổi rồi. Từ từ ông xin vô. Dạ, cao cho mình dễ đu, nó không có đụng nước. Ta đi ngược lại đi, đi ngược lại đi, đi ngược lại. Đúng rồi. Rồi dây cô đã buộc chắc chắn rồi, bây giờ mình bắt đầu thi nha. Dạ. Rồi bắt đầu đi. Con hôm nay ai cũng mạnh hết, con chọn chị Trang. Ok vậy. Rồi tôi với ông Minh được không? Tôi nằm chơi với con nha, yếu chị yếu. Ủa lực chơi là sao cô? Là mình sẽ đi lên cái dây này qua bào bên kia, nếu mà ai đi nhanh nhất thì sẽ lấy được một món đồ ăn từ đội bên kia. Wow. Nhìn trước. Trời ơi, nhìn lụng quá. Nhìn lên. Đây đã các bạn ơi, được lắc lưng nè. Rồi xong chưa, chuẩn bị nó mẹ nha. Ok. Rồi bắt đầu. Rồi. Một. Một sẵn một sẵn. Hai. Ba. Nhìn lên. 4. 5. Chưa xuống đó hả? 6. Rồi, Rồi. Vậy nè. Rồi, nhìn nó qua tới bên kia. Dí hình quá được rồi, cảm giác qua dây này đã lắm các bạn.
Vinh được 6 giây đó nha Trang, cố gắng lên nha con. Mình ít lương thực mà bị thua nữa là không có gì đâu ăn đó. Dạ, được rồi, ơi. Lên, được rồi. Ừ, chừng nào nó chuẩn bị sẵn sàng rồi mẹ đếm nha. Chuẩn bị chưa? Chưa. 1 1 2 2 3 3 4 5 5 6 Trang về đích được 5 giây nhưng mà Trang bước xuống thì bị chật té nhưng mà vẫn tính nha các bạn. Vậy là Trang là người chiến thắng rồi. Khoan, nhưng mà Trang lấy gì? Em lấy bánh bao. Trời ơi, bánh bao mình yêu hết luôn rồi Vinh. Bây giờ con thi đấu với con nha Tài. Ok con, cái con sợ rất kinh quá cô. Sợ vậy đưa đồ ăn cho cô. Thôi mà nói vậy chứ cô cũng sợ Tài ơi. Ơi nguy hiểm, sợ rồi. 1 2 3 4 Nặng 50kg rồi. 5 6 7 ta sao đi xuống chưa tới đi chưa tới nữa rồi sao đi xuống rồi áp xuống là bạn chơi chút xíu nữa anh cứu em là anh mém người té rồi đó hên ba kẹp á. Trời ơi hồi nãy tưởng Tài té rồi chứ, vậy là Tài được 10 giây. Cố lên nha mẹ. Tới mẹ rung rồi Trang ơi. Rồi đi con. Cố lên mẹ. Cô có chờ kêu lên luôn. Cố lên cô ơi. Mang kiếm đi mẹ. Rồi. 1 2 3 4 Sao? Chưa qua tới, chưa về đích mà. Vậy không tính. Vậy là ngồi chiến thắng chứ là Tài. Quá các bạn ơi. Tài quá. Cô, con thua, con xin cái chút sách nha cô. Con cứ lấy tự nhiên đi Tài ơi. Giờ con lạnh quá, con sửa giấm đây. Bởi nghèo, mắc cái eo nữa. Trời ơi, vậy giờ tôi với ông nè. Tôi mà hắn ông thì sẽ lấy hua cho em Vinh của tôi. Ê, với lại tôi đâu phải là một người dễ chơi đâu. Chưa chắc mà hắn tôi được okay, đâu nè. Ok, bây giờ Tài trước. Lên nha cô ơi. Ok, tự nhiên. Tự đến bước lên cái. Sẵn sàng chưa? Rồi. 1 2 3 4 Vậy là bên là 4 giây. Rồi tới con nó mạnh. Rồi xong rồi 4 giây. Rồi. Anh chân dài bước dài ra. Đúng như cô nha, nãy bước dài bước sao bước xuống mương luôn đó. Vậy hả con? Chân dài cũng ổn. Rồi. 1 2 3 xong rồi kêu qua ba à, sáng giờ tao chờ mày lắm rồi đó. Ủa mà anh đâu có lấy này đâu, anh lấy hịch xung khói mà. Rồi nó chơi thôi, lấy về cho em ăn đó. Anh ăn vào già thôi manh nhục quá. Ba sao nhiều lương thực mà sợ gì em ơi. Thôi bây giờ mình xử liền luôn nha, thèm quá rồi. Rồi mở đi Vinh. Rồi mở ra nha hồi hộp. Coi chừng rớt á. Ê, để tôi thử cho, để tôi thử cho. Cho, đi. Nè, để anh lấy. Đồ ăn. Ta. Trời ơi, không biết ăn. Nè, em Vinh ăn này. Nè, cho em ăn nè, ăn này. Ngon. Còn như của lại của tôi đúng không? Đúng rồi. Cắt bằng cái này nè. Cắt bằng cái đó. Này Vinh. Cho miếng rồi. Không, ai cho. Không. Để tôi ăn. Không biết đóng gì hết á. Không. Miếng rồi. Ngon quá. Đóng rồi đi, siêu ăn tiếp vào. Đây đó. Quân tử trái hùng 10 năm chưa một. Đúng rồi Tài. Thôi về ăn bánh thôi. Hồi nãy mình lạnh quá nên mình mượn cái áo của Caramel Ma bận luôn nha các bạn. Giờ hên quá, Trang thắng nên mình có bánh bao mình nướng ăn đây. Đó. Hên là cô thắng, hồi nãy con tưởng con thua à. Do cắm trại mình không có đem nồi cho nên bây giờ mình nướng bánh bao ăn thử coi có ngon không. Là năm sau ăn ít lắm các bạn, chỉ ăn bò Mỹ thôi. Còn mình thì mình sẽ nướng thịt ba lộ xong có nha các bạn. Ơi, đã cho em. Rồi để lên nướng luôn. Trời ơi, bò hầm đậu nè, em thấy nó ngon Vinh. Đây là ba cá hồi ba cô gái. Em chưa bao giờ thấy thịt bò nào mà tươi mà nó cuộn cuộn vậy luôn á.
Rồi mình sẽ nướng thịt ba gọi xong khói nha các bạn. Đó. Bên 5 sao 3 sao tối ăn đồ chất lượng quá ta. Thôi kệ đi gái ơi, hên là gái vô bịch bánh bao này đó nha, chứ không mẹ con mình ăn mì không rồi. Rồi, bỏ ba chị lên nướng rồi. Ôi ôi nó đã. Cái này vàng ngế rồi mày Trang ơi. Kêu vậy là không được đâu cô, lát nữa cho con ăn đi. Ờ thôi được, vàng cô ăn được. Nãy giờ em đợi lâu lắm rồi đó. Đói quá trời luôn, hay là giờ mình kiếm gì ăn đi. À, anh thấy cá mồi ba chị gái, anh thấy nó sôi đó. Bây giờ anh lấy xuống mình ấy bánh mì xù quýt ăn ha. Ok. Rồi. Ôi trời, trời ơi mấy em nữa là đỏ hết rồi, hơn hết rồi. Cho con ba chị gái á. Rồi nè, Vinh rồi đây. Wow, đã chưa? Ok, để anh lấy cho. Trời ơi, anh ập lên nha. Bánh mì xinh quýt kẹp ba chị gái mày hay ngon nha. Anh ăn cá mồi xanh khen ba chị gái hoài vậy anh mới. Lộn. Cá mồi hợp ba cô gái mới đúng. Anh thấy ba cô gái đẹp quá anh ngon. Không có đâu, thôi để anh cắn lại cái nữa nè. Nhanh lên, anh rồi tán rồi kìa. Trời ơi, em không lo phụ anh mà em nói nói anh hoài ha. Anh làm, em làm gì có đủ. Bây giờ cô sẽ thử bánh bao thôi. Ăn đi con. Rồi để mẹ tắt ra nha Trang. Wow, bốc khối luôn nè. Bên trong mẹ nghĩ chắc chín á. Rồi ăn đi con. Thơm quá à. Mình xơi ba chị gái xong rồi. Bây giờ mình sẽ ăn bò hầm đậu hay sao. Ê, anh phải nói con bò chứ. Thôi ơi, chảy nữa mình ơi. Đậu kìa. Anh coi đi. Đậu kìa. Thôi ấy nè, nóng nóng ăn nó ngon nè. Rồi bây giờ mình sẽ ăn thử bò hầm đậu có như thế nào nha. Ngon mình. Ngon chảy. Ngon lắm anh. Rồi bây giờ mình thử bò ba lát nha. Trời ơi, thiệt luôn, ba lát luôn à. Ngon mà nóng mà, hơi nóng rồi. Nè em ơi. Trời ơi, ta ăn xong hết kìa anh mà, mình chưa xong nữa. Rồi, bây giờ mình sẽ ăn thử bò ba chỉ coi. À, bò này thôi. Ôi ôi, thấy nó bốc khói lại hấp dẫn rồi đó. Ngon quá. Trời ơi, bên đội năm sao món gì cũng ngon á, thèm quá à. Ăn đỡ anh bao đi con. Mẹ cũng ăn đỡ nè. Thịt ba chỉ xong khói, chín rồi nha. Em cầm đi. Úi giời, xong khói vừa khói vừa ăn luôn. Ngon. Mời các bạn nha. Vừa mưa mà vừa nấu nó hơi lộ luôn á. Dài dài ngon. Nè, công nhận này ngon thiệt á. Rồi, xúc tích của mình là chín rồi, bây giờ mình sẽ đâm vô một rồi mình quất nha. Đó. Cắn lấy phỏng gan của anh mà anh. Anh miếng em miếng nha, em cắn trước đi. Sao em, sao em? Con mặn, con lò này nó ngon lắm. Mặn mặn, mềm mềm, ngọt ngọt hơn. Vậy hả? Em ăn rồi đó anh nha. Ngon thiệt. Lo miếng thịt kìa, nó két ra kìa. Cầm.